Ok, bây giờ là, hôm nay là cái giải đua mini game. Đó. Các anh em đang đua cái mini game rất là vui nhộn, mọi loại xe các kiểu luôn. Thì bữa nay là một ngày trong cái phần tập huấn của trường đua 2K là chạy boss luôn, boss tuần luôn nha. Hiện giờ thì Su đang ở vị trí dẫn đầu. Đó, Su đang ở vị trí dẫn đầu, đang về đích. Kế theo là một vị thay đua chuyên nghiệp. Bạn bài đếm 125. Rồi Du đang ở vị trí thứ tư. Du đang bám đều rất là quyết liệt. Đây là Du. Rồi, Du của tôi. Rồi, phía bên đây thì Su đã vừa qua được một cua số 1 bên đây. Có vẻ như vị trí hàng đầu đang được và đây là bé Du nhà ta nha, Du nha. Du hiện giờ đang là nắm hàng tư và vẫn còn rất là nhiều vòng nữa, còn 7 vòng nữa. Tay đua chuyên nghiệp nha mọi người. Nhìn Du nè. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn Du. Du thật là tuyệt vời. Và hãy xem phía bên đây. Mày sao kìa. Trước mặt chúng ta là Su 8 tuổi. Và đây là Su. Su đang chuẩn bị tới khúc cua rất là đẹp này. Quá dữ luôn. Giờ rồi là một pha so kè tập luyện giữa hai chú cháu. Liệu Su có thể nào khoảng cách giữa các tay đua top đầu và top sau đã khá là xa. Chúng ta hãy cùng xem Du đang tiến tới. Du đang chạy cùng với chú Thanh. Có vẻ là đã sắp bắt vòng được với lại các thầy đua phía trước. Quá dữ. Hai thầy đua đang dẫn đầu đã bắt vòng với lại các thầy đua phía trước. Hơi bị nhanh ở khúc cua đó. Và phía xa là tay đua Du của chúng ta. Du vẫn đang vị trí hàng tư.
phía sau đây là bảng phấn trong đội của chị trẻ trẻ chăm môi. Đây là Du. Du đang vị trí thứ tư. Su đã bắt kịp Du. Giờ rồi là Su Du đã về đích. Yeah. Rồi, Su đang chào các bạn chạy chung với mình. Thật là tuyệt vời. Đây chỉ là một màn đua vui tập dượt thôi nha mấy bạn. Chỉ là đua vui tập dượt thôi chứ không phải là đua thật đâu nha. Rồi kết thúc. Hiện nay bữa nay thì để tập cho buổi chiều ngày hôm nay đấu hệ boss sân hai cua thì Su Du đang tập luyện cùng các vận động viên khác để mà có một cái hệ thi đấu chiều nay thật là tốt đẹp. Đây, ở đây là Su. Và phía sau là Du. Có vẻ không phải là đối thủ của các thi đấu chuyên nghiệp. Quá đông rồi đó. À, hiện giờ Su bắt đầu đây. Hôm nay rất là nhiều tay đua chuyên nghiệp đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho tuần sau là trận chiến của giải Honda Việt Nam Racing. Không phải là thành tích tốt khi mà hôm qua Su có thể chạy được 46 giây.
thầy đua đang tập luyện rất là quyết liệt. Những màn so kè 3 kè 3. Đã thử xem coi dòng này Su có tiến triển gì hơn không nha. Su đang bị cánh tay đua so kè rất là quyết liệt.